Mấy đợt trước em cũng mới tới là em có giúp cho chị một lần hai lần gì lâu rồi em cũng quên. Rồi tới bây giờ thì em cũng ghé hồi hôm qua. Rồi bữa nay thì em có chích ra 1 triệu của vợ chồng chị Liễu Khánh ở Úc là cho chị để mua đồ ăn với sữa rồi cho bé uống. Em cảm ơn mấy chị mấy anh nhiều dữ lắm. Em biết nói sao giờ. Chị cảm ơn cái người cho tiền chị bên nước Úc. Thì đó, thì em cảm ơn mấy chị bên nước Úc cho em hỗ trợ cho em gì, em cảm ơn nhiều lắm. À, chị cầm rồi cái 1 triệu này là chị để dành nha, chứ đừng đưa cho anh mà anh không có lấy là mua rượu hay mua gì ấy Không, nha. trời ơi, tiền mấy anh cho mấy lần trước, mấy anh Sài Gòn về là tiền em để nguyên. Lúc mấy chị ở ngoài nước ngoài gửi về, em gửi bên đây bển là trả là ngồi lại tới em lấy xài là ngồi vài trăm 500 triệu rồi riết banh luôn là mấy triệu. Thì cái tiền này chị cũng để dành mua sữa mua đồ cho Bây giờ biết đồ ăn khôn gì rồi, đó cho bé có tiền không có gửi ai cho nữa, ăn uống ha, dạ chứ mua đừng gì để ảnh cắt lấy lên gì thì đừng không có ăn, đưa, chị cắt chị không giữ có dành gửi đi nữa. với đưa ông nhậu chân á. Không Thì có lấy của nha, dòng để chỉ lo cho con nha. bạn bè tới thì không có tiền thì ông không ấy có gì, không có quậy nữa nha, không chửi vợ nữa nha. Anh bây giờ từ đây chứ gì sao anh bớt nhậu lại, tắm rửa rồi sạch sẽ đẹp trai, gọi rau hấp tấp cho mấy tụi em ghé thăm anh chị còn nhiều lần nữa, chứ không phải lần này là ghé là không ghé nữa, phải không? Em nhớ nha, sẽ ghé thăm nữa, nhưng mà phải lần sau ghé 1 2 bữa nữa, ghé là phải sạch sẽ nha, để vợ chồng còn hạnh phúc nữa. Tắm thì da đen mà Thì như em kem cũng chống nắng. hai mặt anh chị Liễu Khánh ở Úc đã trích số tiền 1 triệu để cho cái vợ chồng anh chị bị bệnh HIV. Em xin cảm ơn chị và chúc anh chị luôn mạnh khỏe. Rồi chị hôm qua chị đi làm ha? Dạ, hôm qua em đi làm. Chị đi làm gì vậy? Em đi làm vũ mè cho chúng nó bên đó. Làm mướn người ta ha? Làm mướn. Thì Rồi. em á thì vẽ giờ nào ai kêu nói thì em cũng đi mặn bậy bạ nó vậy đó, em Rồi. còn khỏe thì em đi mặn. Vì ổng thì mệt ha? Ổng thì ổng mặn, ổng nổi mặn là gặt ở nhà được, chứ còn ổng đi mặn như em mặn đâu nổi. Ổng đi ra gãy cũng mặn chút xíu thì ổng mệt, rồi ổng than mệt rồi là ổng đi về nhà ổng nghỉ. À Ráng là chịu quay đó. còn em á thì đỡ lắm, em thì nói ra thì bởi vì em cũng về đây bởi vì vậy Nhẹ. có em mới bị nhẹ hơn ổng mà Bị mà bị nhẹ ha? nhẹ, bởi vì ổng em về em đâu có đâu, ổng ổng nhiễm cho em mà ổng lai cho em mới đây thôi. Mà lúc mà ổng bị chị biết không? Không, hồi lúc ổng bị cho em là Cũng em ở đâu dưới biết. quê đâu Đi biết. Sài Gòn mới biết. Không, ông ý là anh hỏi đi xuống dưới cho anh cứ cưới tôi á. À, đâu có biết. Là không biết hả? Dễ biết, nếu em biết là em đâu có khổ đâu.
Anh biết em có tới giờ em khổ lắm. Chị bị gì rồi chị cảm thấy sao? Buồn từ và tối. Em rất là buồn. Gì á? Buồn vậy thôi. Thì chứ lỡ rồi chứ biết sao giờ. Chứ ở đó thì sẽ biết sao giờ. Kệ thì cũng uống thuốc rồi thì lỡ thì giờ lỡ rồi thì uống thuốc của mẹ cầm chừng không có đầu hay tới đó. Cục điện của chú. Rồi mà bác sĩ người ta nói cũng là uống thuốc hoài vậy không? Thì em bác sĩ thì nói uống thuốc mà đều uống thuốc nó uống thuốc hoài mà uống thuốc suốt đời nó cũng bình thường. Bình thường. Uống thuốc là nó cũng bình trở lại bình thường cũng như mình hồi đó vậy đó. Còn nếu mình không uống thuốc thì nó bị nhiều thì mình chết sớm chút thôi. Mà tốn tiền không? Dạ. Tốn tiền không? Thì hồi đó đi Sài Gòn đi thì em tốn tiền xe. Đi tốn tiền xe nói là đi lên trên chảnh thì tiền thuốc men đó là ta mà cho. Đợt dịch nó không cho xe 16 chỗ bao thuê xe đi. Ta cho thuốc men uống lạnh không có tiền đi mình đi tốn tiền xe thôi. Triệu gửi 2 triệu. Cái thằng này thằng nhỏ này hả? Nhỏ đó. Ủa sao mà lớn bị mà nhỏ không bị đâu? Em cũng không biết nữa thằng. Không biết nữa, bác sĩ Nhi Đồng cho nó. Nói hai chồng này sinh con ngộ quá. Đúng ra là bị hết. Mà sao bị đúng. Thằng lớn thì bị, thằng nhỏ không có bị. Sợ nhỏ bị lên Sài Gòn uống máu đó. Thử rồi nó, tới tưởng nó hết ở nhà mình khổ nữa. Mà không mà nhỏ không có, thử máu cái nhỏ không có em cũng mừng lắm. Nhưng mà ở sống dưới đây có khi nó có khi cái nó cũng mệt rồi. Có khi nó mình mãi đi mũi cái hai gì nổi gì ghẻ em cũng sợ nữa đó. Lâu dữ lắm rồi. Thằng này bị đó hả? Thằng này nè. Gặp chú không thưa cho mày. Dạ mình coi, thằng này lớn hơn đó nè hả? Lớn đó anh, thằng đồng lớn đó mà đẹp vậy đó. Cũng đẹp hơn nhỏ nữa. Hả, đẹp bấy vậy. Là 8 tuổi đó hả chị? 8 tuổi. Là 8 tuổi nó đi học lớp 1 rồi đó. Hôm nay ở lại ngồi phải, lại cái thằng kia phải, cái thằng mà không bị đó, phải kỹ với nó, đừng cho nó đụng vô máu me hay là gì. Dạ, dạ em kỹ lắm. Ba cái này em kỹ lắm. Tại bác sĩ căn dặn mình mà. Rồi uống bị, thuốc phải đúng giờ đúng bị, nó bị thì nó không có bị nhưng mà cái khi mà em tắm rửa khi mẹ nó cái khi nó nổi ghẻ em cũng thấy em sợ sợ nữa. Em sợ trời trời đừng nói cái khi em biết là mũi cắn hay là gì tự nhiên nó nổi ghẻ nó nổi ghẻ đó rồi cái em cũng sợ nên nói trời trời em thấy nổi ghẻ là em dạch tắm rửa nó em thấy nổi ghẻ là em sợ rồi em sợ trời trời đừng có bị cái con. Nếu mà bị cái nữa mẹ chết luôn á. Rồi lúc mà chị bị đó là cái trong mình thấy như sao? Em cũng bình thường, em cũng khỏe lắm, không có gì hết trơn á, mà điều mặn á thì nó hơi mệt em thôi. Mệt hả? Mệt rồi cái sau này nè, ông này cũng bệnh nhiều. Rồi cái chú Út ở bên đây nè, ông mới cũng gặp hồi lúc khám bệnh ở đây là người ta chưa biết ông bệnh đó nữa. Thì đi lên Sài Gòn đã thử máu đồ mới biết ông bệnh đó. Rồi chú cũng mới chở đi lên Sài Gòn đó, ông thấy quá trời ông này, ông quá trời ông rồi, ông đặt tưởng đâu là không thôi là ông chết luôn rồi đó. Thì tưởng người ta khám là ông thấy là tưởng nó ông chết rồi đó. Chết đúng rồi đó, rồi đó, rồi cái chú mới chụp thấy lên Sài Gòn cái khám mà ta cho uống thuốc được ít bữa cái ông đỡ đỡ lại. Rồi thử rồi cái người ta mới biết, người ta nói mới bệnh nét nè, cái chừng em nghe thử rồi cái nghe nói bệnh đó cái chơi vớ luôn. Rồi chị bây giờ đi làm mình hả? Chị em đi làm mình á. Là mình nuôi mấy đứa con giống ha. Rồi vậy bên gia đình chị có biết không? Biết. Gia đình em biết nhưng mà ở dưới xa lắm. Em ở dưới Cà Mau cũng có về. Vậy thì nói thì mày bệnh nó thì mày cũng về chơi thì nó cũng nói gái mày mày lo mày uống thuốc men cho đều đâu. Rồi đừng mày lo cho hai con. Mấy cái dầu tôi mới mua nó 10 mấy ngàn đó con. Dơ con. Cho gãy đi. Chị thì làm ngày nhiêu? Thì ngàn 120 ha. 120 là mình ngày nào mình cũng đi chứ hả chị? Có khi mặn có khi không có mặn thì em ở nhà em đi cắt rau em bán, còn có đi mặn thì em không có cắt rau. Đi mặn thì em lo đi mặn mà vô rồi nghỉ. Chứ không có cắt rau. Có khi nào không có mặn thì em đi cắt rau bậy ra má đâu ngoài sau vườn đó. Lần trước cũng chồng đó đi cắt bậy bạ nó rồi vô bán cũng kiếm vài chục ngàn thì đủ lo cho hai nhỏ nó ăn đi học đi hành vậy đó. Với em lo lặt vặt em mua trong nhà này kia vậy đó. Chứ mặn thì nhiêu thì hết nhiêu chứ đâu có dư giả gì. Rồi gạo ăn là mình mua ha, người ta cho chị? Gạo người ta từ thiện người ta cho em không à? Người ta cho ha. Gầm đồ đó mấy người ta cho không à? Hồi lúc mà anh với chị gặp nhau là quen hay là ta làm mai? Ta làm mai. Làm mai ha? Ừ. Em ở dưới Cà Mau.
là mai cái có cái chị Bảy ở đây nè, bá trên trên này nè, cái bả đi xuống dưới bả mặn. Hồi lúc đó em ở dưới quê em thì em mặn đi mặn lò bánh, mặn lò bánh trung thu mặn cho người ta đó, rồi xuống đó rồi bả thấy, rồi cái bả thấy ông này trên này, bả biết ông này nè, ông nói ổng cũng giỏi, không biết mặn ăn này kia, rồi cái bả chỉ, rồi cái ổng điện thoại rồi với ổng hồi đó ổng đi ghe rồi ổng có tới dưới xứ em chỉ sơ là ổng biết liền hà. Rồi điện thoại qua lại rồi cái ổng đi xuống tới dưới á, trời ơi ổng đi xuống với em với ai cũng nói là ổng chưa có vợ, chứ em biết nói ổng là có vợ hai con là em đâu có ưng đâu. Có xuống, vợ rồi hả? Có vợ rồi nữa đó. Mấy con? Trời ơi em nghe đó, mình về đây là nói là hai con gì đó, cưới con gì đó, rồi cũng về đây dắt về đây chơi rồi vậy đó, ở cái đầu cái ở được thì ta ở một kỳ ta đi vậy đó. Thì mấy người kia người ta thấy không ổn thì người ta không được thì người ta đi, còn có em thì em về đây em dướng luôn, mới ở bên trước đâu có con cái gì, có em sau này về ta dướng mới được hai thằng nhóc đó. Nghe nói ổng lúc trước cũng bị chơi lắm à? Thì bởi vậy em đâu biết. Hồi lên chỗ ảnh đi coi em á, là anh nói với em á, là anh nói chưa có vợ. Chưa vợ hả? Chưa vợ, trai lấy thời chứ em biết có vợ là rồi rồi, em nói không đâu. Chị về đây giờ thấy cũng khổ dữ à. Thì khổ quá. Ông này ông bị gì mà ông nhậu chắc không lâu quá. Trời em cũng không biết nữa. Ông không có rượu thì thấy ông được, ông có rượu vô cũng khó chịu lắm. Khó chịu chữ không? Trời, chữ em khó nghị nữa. Tại vì ông bệnh hoạn à, sao em mà hồi về tới đây nó em nói thì em nói thiệt chứ. Không phải là nói thêm bớt, em có thì nói không nói thêm bớt. Ở về đây sống cũng khó khăn lắm. Bên chồng em nói gì chứ? Bên chồng không thương. Không thương. Hiếp em lắm mà em không nói chứ. Mày hiếp luôn hả? Nhìn không ạ? Tội dữ rồi. Tại vì đây chị ở có con thằng mình nữa mà. Khổ mình gì mình nghĩ mình thương con. Mình gán được. Thương hai nhóc. Nói nặng nói nhẹ rồi hả chị? Thì nói nặng nó nhẹ thì mình chịu. Sao mình nhịn mà, có ngon em mà. Đâu có ai. Gia đình em thì lâu lâu cũng có đi lên thăm, phải ta điện quá. Không có đi. Không đi rồi đâu bà. Thấy tội nghiệp chịu quá. Ai ở trong ổng ai, người ta vô người ta nói em sướng chứ đâu biết. Ta mình sống trong gia đình mới biết. Chứ còn ngoài ta vô ta nói. Chắc người ta khi bên chị nghèo hả? Hả? Người ta khi dễ bên chị nghèo hả? Bên em thấy nghèo thì nói cũng không có nghèo mấy. Nghèo mà cũng đủ ăn đủ mặc, cũng không giàu gì mấy. Cũng không khổ mà cũng không có mà nghèo hung. Thì bên em thì xứ của em á, bà ảnh thì em làm vuông. Làm vuông tôm á. Vuông tôm với mặn ruộng bảy rồi bảy bại vậy đó. Là bà và chồng không có thương chị hả? Cũng thương mà đều cũng thương chứ không phải là không thương, mà đều cũng hơi làm khó khăn cái này cái gì thôi. Bà la lắm cái này vậy. Cái đám tiệc bên đây không qua mà khó mà anh thôi, có mấy chị dâu mấy chị em mà không xúm xít lại, không qua thì qua ăn đi về ai bắt mà mặn tay chân mình mấy cái đầu nó rẽ anh thấy có dính cái mũ gì nè, dính tóc á, nó trời trời sao rẽ dữ vậy trời, không biết nó có bị gì không, mà em nghĩ là chắc nó nóng nó nổi gì thôi. Rồi chết chứ sau này phát hiện lại rồi cho nó uống thuốc, rồi từ đó tới giờ anh thấy ông mình mẩy đều do lại đó, bóng lại đó. Đúng rồi đó, anh này cũng phải sạch sẽ kỹ nè, em nói ảnh tắm rửa đầy đủ nè, mà ảnh cũng xà bông đồ trà nè, vô thuốc tẩy bắp cần rồi mua cồn á, nói giờ năm có khi anh mình mẩy anh nó ba bốn ngày mua cồn á, anh nói hoài mà nó nghe thôi, nói cho nó nói vậy sẽ kỹ càng hơn vô nơi của hồng giò nè. Mình giò này hết tham rồi, áo anh gãy mà dính máu tùm lum chân nè, có đi đó dính mực, mấy nhỏ nó lấy mực nó chét máu với người cái bệnh này nè, là kỹ lại mới được chứ không thể nào mà bỏ phế gì được, đúng không? Dạ. Đúng rồi, nó tanh nên phải kỹ lưỡng tắm rửa thường xuyên,
thuốc quá trời. Ông nghe chị nói không là ông mà uống thuốc đều đặn đi, ông tắm rửa đều đặn đi, rồi ông khỏe lên đi, ông tròn trịa lên đây, da sạch ngon sẽ đồ cậu đâu đứa tóc đồ trời ơi. Tóc đồ cao gáo tắm rửa sạch sẽ rồi lên cho nhìn cho rớt chứ ấy. Mới ngủ chung với bà được chứ vậy sao ngủ chung được. Chị nói ông không nghe lời. Bây giờ em quá nói, trời ơi. Em nói còn bỏ miệng em nói ra là chữ hả? Chữ rồi bên mẹ bên bà chồng nói rồi mấy chị nói mấy anh nói rồi anh không nghe nữa thì sao? Em mốt là anh nói là ủa chị nói là anh đừng có chữ nha. Nói ra mà em mốt nữa là em vô em ghé nữa mà em còn nghe nói chữ là em không có giúp nữa. Dạ. Dạ. Phải suy nghĩ tại giờ chị bây giờ chị làm đây còn chị nuôi anh cái hai đứa nhỏ. Giống như vợ chồng thì đó cũng không có được thuận hòa trong mỗi cái câu đấu luôn ha. Đúng rồi đó, nhìn em nói mà câu nào cái nói tiếng hai tiếng là không phải có cái câu mất em mới chịu. Là không chổi liền ha. Ừ là không mất được là phải cự lộn. Vậy đó. Bởi vì có khi em muốn nói, có khi em nói với khó được em bỏ, em nói không muốn làm đi, tôi không nói nữa. Rồi chị không? Đi làm về quần áo rồi cơm nước cũng chị làm, chị giặt chị nấu không? Em giặt em làm không đi kìa, đồ đạc em bỏ một đống rồi kìa, em đi hôm nay đi mặn không mà còn chưa giặt được nữa kìa. Mưa, bữa nay nó giặt mà mưa rồi mà chưa giặt nữa. Mà ổng không có làm hết trơn ha? Không, không làm hết rồi. Mà ổng giặt thì em nói thì em giặt nó kỹ, còn ổng giặt thì nướng vội, phơi lên làm giặt đồ vội cũng như là chưa giặt vậy đó. Thằng ơi. Làm sao không được, em ngồi em dò. Bất kỳ ông giặt em ngồi em dò đồ đạc em làm nhanh lẹ ẩu ẩu thì đó ông ẩu nó làm lẹ lắm rồi em giặt thì em mà chiếc chiếu này hả mọi người, chiếc chiếu này là rách cũ hết trơn rồi đồ con vậy nó không phải là ngủ chiếu này để dành chưa dám lót ngủ sợ nó mục quá nè mọi người. Kỹ chút chiếu thì mà mình giặt cho nó nhẹ tay một chút, ổng mặc bộ đồ nó dữ lắm dữ nó đó thì đồ ổng què cái tay luôn á làm nước rồi ha. Dạ chứ không phải mà chứ mình phải ông mặc kỹ người ta thì mình cho nó nhẹ tay chút cũng mặc dữ lắm chứ ông mặc quần jean nào ông ngồi lết không à. Ôi ông ở dơ ông ở dơ dữ lắm. Cảm ơn chị chia sẻ về chân tình.